Hiện nay, kinh doanh đồ uống là một lĩnh vực có sự cạnh tranh rất mạnh mẽ. Việc tạo ra những mô hình kinh doanh quán cà phê mới lạ độc đáo, cách pha chế hiện đại, đồ uống ngon là điều mà Học viện Cà phê luôn hướng tới. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một mô hình quán cà phê rất độc đáo và sẽ gây ấn tượng mạnh với những ai muốn thưởng thức hương vị cà phê ngon đích thực. Mô hình Specialty Cafe là mô hình quán cà phê đặc biệt chuyên sâu về các sản phẩm đồ uống pha chế từ cà phê. Quán sử dụng nhiều loại cà phê rang xay nguyên chất lượng cao như Mocha Cầu Đất, Robusta Đắk Lắk và một số loại cà phê đặc sản khác trên thế giới. Khách hàng có thể tự lựa chọn loại cà phê ưa thích hoặc được các bạn pha chế tư vấn tùy theo khẩu vị. Bên cạnh cách pha phin truyền thống, cà phê tại đây được pha chế bởi những kỹ thuật khác nhau, sử dụng nhiều loại dụng cụ độc đáo từ nhiều nền văn hóa cà phê trên thế giới. Chắc chắn, sự đa dạng và chuyên nghiệp trong cách pha chế cà phê tại mô hình cà phê đặc biệt này sẽ chinh phục được những vị khách hàng khó tính nhất. Bên cạnh cà phê, những vị thực khách có thể tìm kiếm được những lựa chọn phù hợp khác với mình như nước ép hoa quả, trà, bánh ngọt. Để được tư vấn các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh quán đồ uống khác, mời các bạn liên hệ với Học viện Cà phê qua website hocviencafe.vn.